ra hiểu cho bạn mình mỗi lần mà đi vũ trường mà đứng ở đằng xa thì bấm vô cái kiểu này thì mình biết là rủ bạn mình đi về. Hai, xin chào mọi người. Tối nay thì mình tiếp tục trên tay một cái món đồ chơi công nghệ vui vẻ. Đó là một cái kính có những cái bóng đèn LED nó nhỏ nhỏ như thế này để nó hiển thị nhiều cái kiểu hình khác nhau, tích hợp cho những bạn mà đi vũ trường hay là dự tiệc, đi sinh nhật khá là vui. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều cái loại kính có thể kết nối được với điện thoại. Tuy nhiên thì cái này nó giá rẻ thôi, nó chỉ có những cái kiểu hiển thị sẵn ở trên kính đó, và không thể kết nối được. Nó có hai cái đường rãnh để cho chúng ta nhìn ra ngoài đó, khi đi chơi nhìn ra ngoài, và pin thì nó nằm ở đây đó. Viên pin của nó là viên pin khoảng 210 mAh, hoặc theo như nhà sản xuất thì nó có thể sử dụng khoảng 5 giờ, mình có thử thì khoảng hơn hơn 3 giờ đồng hồ, chưa tới 3 giờ nó bắt đầu nó yếu dần. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở, ở đây có một cái nút nguồn. Đấy, cái đầu tiên thì nó chớp như thế này, rất là nhiều cái bóng đèn LED. Và khi chúng ta ấn vào lần nữa thì nó sẽ đổi kiểu. Hình trái tim thì là kiểu thứ nhất, kiểu thứ hai đi. Đó. Kiểu thứ ba. Cái này thì mình nghĩ là chỉ gây sự chú ý cho người khác thôi. Thứ tư. Khá là vui. Kiểu thứ năm, cái mặt cười. Kiểu thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Đó, thứ chín. Kiểu thứ 10. Kiểu thứ 11. Kiểu này là kiểu tiếng nhạc theo những cái tiếng giống như tiếng âm thanh. Kiểu thứ 12, 13, Go. Cái này thì mình có thể mình ra hiệu cho bạn mình mỗi lần mà đi vũ trường mà đứng ở đằng xa thì bấm vô cái kiểu này thì mình biết là rủ bạn mình đi về đó. Kiểu thứ 14, đô la. Cũng chữ Go thôi. 15. Nó khoảng 15 16 kiểu. Và nó chơi khoảng 5 giờ đồng hồ, mình nghĩ 5 giờ đồng hồ trong buổi trường thì cũng khá là nhiều, đủ cho mọi người chơi cả đêm. Rồi, bây giờ mình sẽ nói qua cái rộng một chút. Đối với những người mà có gương mặt nhỏ nhỏ như mình á, thì đeo nó bị tụt, tức là nó nhảy nhảy thì nó cũng tụt cái kính xuống. Tuy nhiên thì đối với những bạn mà có gương mặt tròn tròn mà to to một chút thì đeo nó không có vấn đề gì cả. Và khi đeo vào cảm giác nó cũng không có mấy là khó chịu. Tuy nhiên thì những món đồ chơi như thế này chúng ta chỉ đeo một lúc thôi, hoặc là chơi một buổi thì chúng ta nghỉ, chứ không có đeo thường xuyên, cho nên là cũng không có nặng nề gì phần đó lắm. Đấy. Tóm lại thì đây là một cái sản phẩm vui vẻ để cho chúng ta đi chơi vũ trường hay là mỗi lần mà có dịp liên quan với bạn bè muốn làm nổi bật mình ở trong bóng tối. Link sản phẩm thì mình sẽ để trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản phẩm tiếp theo. Bye bye.